Ủa? Ta đà. Đó bạn, cái này không có ăn được. Đây anh Đã ơi. Không được. Cái này được không anh Đã? Good. Chắc chắn là được phải không anh Đã? Trời ơi là trời. Tập phim Vua Đầu Bếp. Cái cây đi, mua bên này đi, mua bên này rẻ đi. Cuộc thi Vua Đầu Bếp sắp tổ chức rồi mọi người ơi. Tất nhiên, người đã mong chờ từ rất lâu rồi. Ô hay quá, mình nhất định phải tham gia thôi. Các anh yêu dấu ơi. Mọi người nghĩ lại đây, chúng ta hãy cùng tham gia cuộc thi Vua Đầu Bếp đi. Với tài năng của em sẽ giành chiến thắng. Nhưng tụi anh đâu biết nấu ăn. Không cái gì vui hết. Em đi thi một mình em đi. Được rồi. Tụi anh sẽ tham gia cuộc thi cùng em. Chào mừng cư dân phố Đậu Xanh đến với một cuộc thi lừng danh nổi tiếng bậc nhất năm nay, Vua Đầu Bếp. Và đây là ban giám khảo của chúng ta, đầu bếp nổi tiếng Hen Ken Ku. Giám khảo kiểm tra mùi vị và lương y nổi tiếng bác sĩ Kẹo. Giám khảo kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm. Cuối cùng một giám khảo đặc biệt của chúng ta, nữ giám khảo xinh đẹp và tài năng Hoa Hồng Đen. Và phần quan trọng nhất, ba đội thi của chúng ta, đội Manly, đội Lady và đội Family. Đầu tiên là phần thi đi tìm nguyên liệu. Ta yêu cầu món ăn phải có hải sản. Ta yêu cầu món ăn phải có trái cây để tốt cho sức khỏe. Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Xuống đi. Đừng còn biết bơi. Đừng lo, ta đã có cách. Chắc chắn là được phải không anh Đã? Trời ơi là trời. Wow.
Để thôi. Tôi nghĩ nó quá nặng, phải thêm đường. Còn thêm nước quá ngọt, phải thêm nước mắm. Thiếu vị chua rồi, phải bỏ thêm chanh. Đây chính là món ăn vừa miệng nhất trên đời. Đường, phải bỏ thêm chanh. Phải được. Các anh chỉ toàn phá hoại thôi, các anh không thương em. Giang đừng khóc nữa. Bạn anh biết lỗi rồi. Cả gia đình ta hãy cùng đoàn kết nó muốn ăn này nhé. Hết giờ. Giây phút căng thẳng và hồi hộp nhất đã đến. Mời ba giám khảo đánh giá món ăn. Sau đây ba vị giám khảo sẽ công bố kết quả. Ta thấy đội Manly đã dùng quá nhiều sức mạnh cho món cá sấu nướng sơ ri của mình. Đội Lady tuy có kinh nghiệm và kỹ năng nấu nướng nhưng lại không có tinh thần đoàn kết. Còn đội Family đã nấu món mực hồng táo bằng tất cả sự chân thành. Ta có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp từ món ăn này. Chúng tôi tuyên bố vua đầu bếp năm nay thuộc về gia đình bố. Hãy chúc mừng cho vua đầu bếp năm nay của chúng ta.